Bà anh nhà cụ biệt số bệnh vật nạ sẽ đạp chết tì mê trái. Bà xong xóa cùng một càng chân nọ bảo kê ếch áp ít rồi mục tình hãy. Bà xong lệch nơi ạc tập bọt đỏ xa rộng và khlây khlây chung được bí mục tùm biệt chôn đó bệnh vật nạ sẽ đạp. Đà ạc bọt tì mùi mân trái dô thị bẹp cài bì mà nét. Bà ông bơ hân xa lơ bà bùn bà ôn thả lấy nâng khu mùi xoáy chơi tràn chân nắm. Trái bàn cầm lăng con rê cho vụt hát chạp khọt luôn. Anh mà chân tự vĩnh. Hát ấy bàn chìa thơ đò chìa mình trầy. Bà bẹ đò từ bà cài bì đợi tiết. Bà ông bơ hân xa bà thơ bà tự lơ bà bùn bà ôn xoáy thả lấy hay nâng khu mùi đợi tiết. Bà chân bàn thả bì vạ mẹn bà côi lơ cho bạp hơi mình khá cho bạp đợi tiết. Bà lên ít trời bà trời và tiết dường mà tạm đàn mới tha ta rừng đi bà cả lần này nạ đài. Anh ta bọt tì bì mơ hai dùng tạm lực đồng bồn hơi khơi nhì xuối hầu tật phần này khăn bạc ní. Nông thằng ngày khuộc khổng nợt rút bàn bồ biệt thá. Bóng mình chạy phải em là hềm tái tầng vừa bóng bàn bình chạy bạc ní. Bà ta bình chạy bạc nạ tới bà rây mệt bàn tù xa nạ khăn nông được thoát hãy. Khánh thà dây xuối nơi khăn nông ở cả khuộc khổng nợt ní. Và mây rồi bọc luôn bàn tình rọt dùn âm khá rần đo tùm nợp một cường. Bà thôi chỉ cắt đố nè và sụp bài màn tên. Hay thôi ao dây xuôi và sọc tật phân nịch. Bà chân phải mất dơ mà tạm đàn lùm ất nữ ạc tập bọt tăng phí nịch đôi tỏ tớ. Bên trái dô thịa bẹp cài bì mà nè bà ông bởi hẳn xa lờ bà bốn ôn thả lấy. Nâng mùi xe dây chả lăng chân nằm. Trước bàn con rẻ vụt hát chọc khọt luôn. Định đi phùng bình. Cầm lăng ở vật hạt định địa phương bình bàn chập khỏi luôn tại hiện cài bì mà nè. Nơi cửa xuống cà phê chết trời bà ông bởi hẳn xá lờ bà bốn bà ôn xây thả lấy nâng khó mũi. Cà phê thường ngày tìm ở phía bàm khai mạc ra cho nàm bì bọn phía bấy. Thất nơi plâu bày rồi đọc bày khăn nông tổng cắt bằng cọ tì mũi khăn tùa cốt rạch địa phương bình. Tạm xâm đầy chôn rộng cửa mình trời dột thề rục ní bàn bà hẳn xá lờ bụ kế chì có bắt đăng con rửa vật hát ao chạp luôn tại mặt đòn. Cầm lăng con rửa vật hát định đi phương bình bàn để đăng tha chôn rộng cửa miền khả nị bầy nẹ. Đại trạc bàn bà rõ chì mần trầy dô thế bẹp cài phí bàn bà ông bờ hẳn xa mục lờ bà bún bà ôn thả lại xảy nâng khmùi xảy. Chôn rộng cửa đào bà ông bờ hẳn xa bì xâm nạ dô thế bàn rịp rõp có tài vế rụt rương ở dạ bìl bàm bì tới bàm bì tới bàm bì chân nằm một hơi. Tài quát chì chôn rộng cửa chạy tài tròm mình bắt đăng ấy nụ tê. Tài dục cạt hát mình trầy dô thế đại chụp phát đấy bàn rụt rương quát bà ôn thả lại nâng khmùi tăng bì dục rõ hốt đọt tổ phư tới bàm tròm hẳn bán nâng miên ca phây khlạch quát bắt đăng tư cầm láng con rệ vật hát đi phùng bình ao chùi ăn trả cung. Liêm nút cầm lăng con rịa vụt hát bàn bọc đó có bàn nòm khuôn bà rò chế bà đấy dô tần xù nóm. Nâng cầu mốc bàn cháy rột khơn cầm phần với anh bị đàm. Nâng miên bong chìa tràn phòng đài. Chôn đài bà ông bờ hân xa miên chmu thá ương bòl phị vọt. Thà ròn tà nạ xa đòm xùm lấy tố. Mục nghe bà chế bán phơ cá này nền dụ cực thán của xuống cà phía chết. Tới bàn cầm lăng con rịa vụt hát rịa chóng xùm nằm rướng. Bàn chôn mốc tổ lạc ca đâm bầy cà tố tới tàm phơ chế bạp. Chỉ trong cáo chôn đường cửa xôm xa nào đò còn cầm lăng rẻ vụt hát, nâng tổ lạc cá phá đò dịch tử thó đò rụt quạt phong. Bình mệt này kì tạ tường nâng cả rần này phá đầy cầm hồi, bà bẹ đò phá cài bì đà hơi. Hãy đây bàn chì mình cất bì thần nạc luôn ai bẹp ní, bà chạy xa bạp chạy ai trầm trừ. Bà chì bà hông bờ hông xa tình lơ bà bôn, bà ôn thay hai nâng khám mùi, bà ổ dạ bê dịch tràn cho nam ta hơi. Bà tay ta rụt rướng á hay chạy tài tròn từ cao. Bà lần này ọt cà tròn phẹt dì hay chân đồng cửa cậu bàn phát đăng. Lần này trời bàn xa mặt tài cách bà chạp khọt khuôn hai. Cũng chạy tài hiên ná, cũng ăn tài khuôn phát cài nô. Tài lô khái gò xâm đạch đỏ chân đai. Ở con bình mất xô mình chọp nữ ảnh tập bọt khai này hay dư mà tạm đàn nữ ảnh tập bọt mùi tiết. Mới hai dùng tám lược đồng bồn hai khơi nhì xuối hồ tập phân nếch lăng bạp ní. Nóng ngay khu cùng nát đuôi bộ biệt há. Bóng mình chạy em là hai tại tầng vơ được bỏ bong bàn bình chạy bạc mì tha. Nè bà bà được nông bàn đài trong công Facebook nâng mà hạ chân tù tư mình tịnh nạn đủ tê bật chế sko cho bà hỏi. Chị truy đài mìn cho một đào ông tha 4 văn ninh. Đã chế nạ luộc lực tập hồi tạm online đó là bởi chung một nẹ đài mìn thuầy mọt đỏ vụ cái. Chanh một lực nà có mình ai chụp xâm nói bàn đá. Rồi hốt trời bàn kê dược từ trấu chế nhật nhọc tham tiệt phong. Bạch bàn chế truy nâng xa mây cho một tha mệt đọt tha cùng bông đài chụp chế khắng. Nóng bốc chùm nuôi nhỏ bọc luôn.
hay cầm bông tài sản cái đầy sóc nâng sổ phẹ mông cố nơi nông cửa xa đợt tội môi rập bọc luôn phòng đài chứ môi nâng côn dây xâm nạp chất ôn pin tài mặt đòn rồi riêng cá bị thường ngày tìm vào mối mặt ra cho nam bị bón đọc rằm uốn còn lọc tư rốt tài cá rộng xì cá góp thôi ở dây xe rối miền lật tập hiếp sật miền lật tập hiếp tình sật tài lan tùm nớp châu tê hơi phải phải ní có tớp tài tình tè thông đọc rằm nất môi cần lãnh tham tiệt phong khơi nháy thôi ở cực ní trê cho chùm nua chấm nay ai cá bị thường ngày tìm vào cục này miền cà phê phá bình bản đàn trong cung grau khơi dây suối tăng khuôn vàng sát nâng phái mềm tiết nước nông ngày khuôn cầm nát rập bọc luôn mơ sang tay một score chỉ vì xe cứ từ tụ bán cả đô đỏ thông nhẹ sách mùi tiết và mấy bàn tình làn tùm nước mà âm khá rắn mình tục dụ tì miền phần phần chơi trang cho comment mà nẹ mùi mắt bạc mì thá trong sát đồ dây suối cầm mông ai kiên sấn sát na mơ ọt trong score rung tiếng nơi mình bị bệnh chế tràn tiết đài mình ạch liệp đọc bảo bàn đài mình ọt chất rừng nít dây dối bàn bằng hoa vị tàu bị xe mùi nông ngại khuộc cầm nát luôn rút bầu bịa tiếng rung phớp rung chua chất hà bóng mình chạy phải một hếm tay tung vỡ bóng bằng chạy bị đầy sở lãnh cực bề với lìa xong nàng rồi bỏ ốn mình mang từ tụ bàn cả đầu thông bị bóng tay ốn xong nàng đài mình bóng nông chỉ vật អរគុណគ្រប់យ៉ាងណាប្តីសម្លាញ់បាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតើនឹងនិយាយស្រួយបានធ្វើគួបកំណើតត្រូវបានស្វាមីសំណត់ចិត្តបាទទិញរថយន្តមកអឹមក្លារិនបាទឡានទំនើបណាបាទមកសុប្រៃក្នុងថ្ងៃគួបកំណើតធ្វើឲ្យនិយាយស្រួយបាទស្រកទឹកភ្នែកហើយបានពោពាក្យយ៉ាងកំសត់ថាប្តីនឹងអត់ចេះផ្អែមល្ហែមអីនោះទេប៉ុន្តែទង្វើរបស់ប្តីបានធ្វើឲ្យនិយាយស្រួយ ថាគឺជាទង្វើដែលស្រឡាញ់អគុណប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះបាទអនុញ្ញាតគ្រប់ទូប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអិចអភិសារញូទៀតហើយបាទចម្លែកនៅអត្តបទដ៏ស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1ដូចបានកើតម្ដងទៀតស្ត្រីដែលគ្រូពេទ្យវះកាត់ដោយពោះវៀនអាចក្រោកឈរ រៀនដើរខ្លួនឯងបានហើយបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងវីដេអូហើយឃើញថាប្អូនស្រីដែលនៅលើបណ្ដាញសង្គមមានការអាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំងបាទទៅដល់ប្អូនស្រីហ្នឹងត្រូវបានគ្រូពេទ្យបាទសម្ភពដើមអង្ក្រងម្នាក់បាទវះកាត់យ៉ាងម៉េចដោយទាំងពោះវៀនពោះតាំងមកបាទធ្វើឲ្យគ្នារងរបួសធ្ងន់ធ្ងរតែនេះក្រោយពីសម្រាប់ជាបាននៅឯប្រទេសថៃបាទបានល្អប្រសើរ ដោយប្អូនស្រីបានអង្គុយបានដើរទឹកមុខបាទស្រស់ស្រាយជាងមុនបាទជាទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងលើការវិនិយោគកែច្នៃសំរាមឲ្យទៅជាធម្មពលប្រើប្រាស់របស់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងនៅកម្ពុជាបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងដំណឹងល្អមែនតើបើសិនជាបាទយកសំរាមដែលបានប្រើប្រាស់ហើយ យកទៅកែឆ្នៃបាទជាធម្មពលប្រើប្រាស់គឺថាល្អមែនតើអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅដូចបានកើតម្ដងទៀតស្ត្រីដែលគ្រូពេទ្យវះកាត់ដោយទាំងពោះវៀនអាចក្រោកឈរអាចដើរខ្លួនឯងបានហើយគួរដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី 19 ខែធ្នូឆ្នាំ2022ស្វាមីរបស់ស្ត្រីខាងលើបានបញ្ចេញវីដេអូ នឹងរូបភាពបង្ហាញពីស្ថានភាពសុខភាពធូរស្រាលរបស់ភរិយារបស់ខ្លួនដោយកំពុងតែរៀនដើរដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនាទីក្រុងបាងកកនៅប្រទេសថៃស្វាមីដដដែលក៏មិនភ្លេចថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនទីចិត្តទីឆ្ងាយនិងថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងទាំងថវិកានិងកម្លាំងកាយចិត្តដល់ភរិយាខ្លួនបរិយាស្វាមីដែលប្រើប្រាស់អ្នកនៃ Facebook ឈ្មោះថាសាវឿនបានរៀបរាប់ថាថ្ងៃទី 9ខែ12ឆ្នាំ2022រៀនដើរដោយខ្លួនឯងជីវិតគាត់បានរស់ដោយសារពុកម៉ែបងប្អូនអំពូមីងសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានឧបត្ថម្ភសម្ភារៈថវិកាក៏ដូចជាផ្ញើសារជូនពរដោយក្តីទឹកចិត្តអាណិតស្រឡាញ់រោគអ្វីកាត់ថ្លៃពុំបានឡើយស្ត្រីរងគ្រោះបានធ្វើដំណើរទៅព្យាបាលបន្តនៅទីក្រុងបាងកក កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 12ខែធ្នូបន្ទាប់ពីសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតប្រមាណជាង1សប្តាហ៍គូបញ្ជាក់ថាក្រសួងសុខាភិបាលបានសម្រេចបិទនិងដកហូតលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យបើកមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឯកជន
ឈ្មោះថាដើមអង្ក្រងដែលមានទីតាំងនៅផ្ទះ នៅភូមិអន្លង់រមៀតឃុំអន្លង់រមៀតស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបានចូលមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅគ្លីនិកតាមអង្ក្រងនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដោយរោគមនីឆៃមានកូនស្លាប់ក្នុងស្បូនអាយុ18សប្ដាហ៍លុះដល់ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ត្រូវអ្នកជំងឺបានមកគ្លីនិកដដែលម្ដងទៀតដោយរោគសញ្ញាឈឺពោះខ្លាំងនៅផ្នែកខាងក្រោមបន្ទាប់មកគ្រូពេទ្យក៏បានធ្វើការសម្អាតស្បូនឡើងវិញ តែដោយអាការៈធ្ងន់ធ្ងរគ្លីនិកបញ្ជូនស្ត្រីរងគ្រោះទៅព្យាបាលនៅភ្នំពេញបន្តតែម្ដងបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកតងនឹងប្អូនស្រីអូនបាទឥឡូវនេះឃើញថាមានសុខភាពល្អហើយដោយបានរៀនដើររៀនអង្គុយបាទហើយជាពិសេសនោះទឹកមុខបាទស្រស់ស្រាយជាងមុនបាទនេះហើយថាជីវិតថ្លៃណាបាទដូចរស់ឡើងម្ដងទៀតការមុនពុកម្ដាយក៏ជាសាច់ញាតិបាទយប់បាទ ផ្ដាំកូនផ្ដាំចៅអត់ទៅហើយប៉ុន្តែដល់ក្តីអាណិតអាសូរពិសាររបស់ជនបាទចេះតែសែចែករំលែកព័ត៌មាននេះទៅឬដល់ថ្នាក់ដឹកនាំបាទក៏ខិតខំបាទជួយទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចជួយបានបាទឥឡូវនេះឃើញថាបាទល្អមែនតើដូចរស់ឡើងវិញម្ដងទៀតអញ្ចឹងអគុណប្រិយមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតដែលជោគហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងការវិនិយោគការឆ្នៃសម្រាម ហើយទៅជាធម្មពលប្រើប្រាស់របស់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងនៅកម្ពុជាភ្នំពេញក្នុងឱកាសចូលជម្រាបលាបញ្ចប់បេសកកម្មការងារឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកប៉ាហឹងឈូបានស្វែងរកការគាំទ្រពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនយុរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលើគម្រោងកែច្នៃសម្រាមទៅជាធម្មពលប្រើប្រាស់ហើយត្រូវបានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងលើវិស័យវិទ្យុនេះ ក្រុមហ៊ុនដែលមានគោលដៅវិនិយោគកែច្នៃសម្រាមឲ្យទៅជាធម្មពលប្រើប្រាស់គឺក្រុមហ៊ុន EcoCam របស់កូរ៉េខាងត្បូងបាននឹងកំពុងតែស្វែងរកការគាំទ្រដើម្បីវិនិយោគកែច្នៃសម្រាមឲ្យទៅជាធម្មពលប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការស្វែងស្វែងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបលោកប៉ាហឹងឈូឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងត្បូងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាពិភាក្សាជម្រាបលាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន នារសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2022ហើយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបង្ហាញនៅការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងចំពោះគម្រោងវិនិយោគកែច្នៃសម្រាមទៅជាធម្មពលប្រើប្រាស់នេះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលទើបតែទទួលបានពានរង្វាន់សមិទ្ធផលពេញមួយជីវិតរបស់មេដឹកនាំឆ្នើមពិភពលោករូបនេះបានណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនខាងលើធ្វើការជាមួយនឹងលោកសុកចិនដាសោភី រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គលេខាធិការក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលព្រមទាំងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការងារប្រកបដោយរលូននិងជោគជ័យបើតាមរបាយការណ៍ក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាក្នុងមួយឆ្នាំកម្ពុជាបានបង្កើតសម្រាម 74,000 តោនពោលគឺនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាមជាង10,000តោនក្នុងមួយថ្ងៃ ដោយឡែកនៅរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ដែលបង្កើតឡើងនៅចន្លោះពី 2,700 ទៅ 3,000 តោនក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងនោះសំណល់ម្ហូបអាហារចំនួន 57.4% សំណល់ផ្លាមានប្រមាណ 18.10% សំណល់ក្រដាស់ 6% កៅស៊ូនិងស្បែក 0 សំណល់ស្មៅឈើក្រណាត់ថ្មនិងផ្សេងៗមានចំនួន 18.30% បាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកតឹងនឹងដំណឹងល្អ ដែលក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងបាទក្រុងនឹងធ្វើការវិនិយោគបង្កើតធម្មពលចម្រាមបាទបើសិនជាបង្កើតបានគឺល្អណាស់បាទស្រួលឯងបាទនៅប្រទេសកម្ពុជាសម្រាមក៏ច្រើនដែរបាទកាយឆ្នៃណាទៅជាធម្មពលអគ្គិសនីឬក៏ធម្មពលផ្សេងផ្សេងអគុណប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះ